bạn trai dẫn dẫn tới gặp là khóc dài từ cái chỗ mà hai đứa đang hẹn hò ăn uống với nhau dài cho tới gặp gia đình. Ủa? Giờ gặp mẹ 6 giờ mà con khóc cho tái mấy mà cái tay ảnh lôi tắm nắm tay con ảnh lôi sần sạch ra ngoài cửa y chang như bắt cóc vậy đó. Tại dữ mẹ quá. Con mẹ con nhiều vai mà thấy vai nào ác hết trơn, ác tới mức độ mà khán giả bây giờ đó cô không nhớ tên chị nữa. Đúng rồi, toàn lên đó trời cái bà này nè hoặc là con mẹ này nè đóng toàn là vai ác không nè. Cô hợp với chị điểm nào cô? Cô hợp ở cái chỗ cô nín nó nói không, ba đứa con dâu mà qua thăm chừng chừng khoảng chừng nửa tiếng tiếng thì rất là quý, mà nó ngồi chừng tiếng hồ á là mệt rồi. Nói nhiều quá. Mẹ con nấu giỏi nhất là nấu cháo điện thoại á, là mẹ con có thể nói chuyện là xuyên đêm luôn á. Trời đất ơi. Nói từ 8 giờ tối rồi nói đến 8 sáng mà nói lần 3-4 người luôn á. Mì gói đó là mẹ con không biết nấu nước sôi ăn luôn, mẹ con ăn sống không. Ôi trời. Mẹ chẳng những là biết ăn mì sống mà có khi chị qua chị thấy mẹ ăn phở sống. Chị biết lấy nước vô nồi không? Chị biết lấy nước vô nồi không? Biết chứ, mình tưởng khùng hả mình lên. Em tưởng chị khùng hả? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Quyền Linh và Lê Lộc vui mừng chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn nhãn hàng nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Quý vị thân mến, vẫn là căn bếp yêu thương kết nối những thành viên gia đình với nhau. À chú ơi, hả? Tự nhiên chú nhắc tới cái chữ gia đình, cái tiện con lại nhớ người ta nói với con cái câu này nè. Câu thơ hả con hả? Nó cũng không hẳn là một câu thơ nữa, nó là một câu nói thôi. Người ta nói là tình cảm gia đình không lung linh bằng tình yêu, không sôi nổi bằng tình bạn, nhưng là thứ tình cảm thiêng liêng mà không thể tìm kiếm ở bất cứ nơi nào ngoài xã hội được. Có đúng không chú? Chắc chú xỉu quá, hay quá vậy con. Quá độn chú. Hay á, đúng là hay, con sưu tầm cái đó rất là hay. Dạ. Và Linh nghĩ chắc chắn là như vậy rồi. Tình cảm gia đình nó quan trọng lắm. Dạ. Nó rất là thiêng liêng, hai chữ gia đình đó. Dạ. Nhưng mà ở đây gia đình không phải là con ruột mẹ ruột, mà là con dâu mẹ chồng. Đó. Ngày hôm nay của Linh và Lê Lộc giới thiệu quý vị một cặp đôi mẹ chồng nàng dâu. Quý vị chờ xem nhé, đó là ai. Tinh tần, tinh tần. Hình như nhà mình có khách chú ơi. Có khách đúng không? Tinh tần, rồi. Tinh tần. Dạ cửa không khóa ạ. À. Xin mời. Chị Kim Phương. Dạ, con chào cô. Chào Quỳnh Linh. Chào chị. Dạ, chào cô. Dạ, chào chị. Mời chị Phương ngồi. Rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến đây tham gia chương trình. Phương làm mẹ chồng của Trà Ngọc khoảng bao lâu rồi? À, không lâu mà cũng không sớm. Vừa đủ để hiểu hả? Nhau. À, cái ngày đầu tiên mà chị gặp cô dâu Trà Ngọc này, chị ấn tượng điều gì? Cái cô này á, khi mà nghe nói là bạn trai dẫn tới gặp là khóc dài từ cái chỗ mà hai đứa đang hẹn hò ăn uống với nhau dài cho tới gặp gia đình. Ủa? Và gặp mẹ. Sao vậy? Không mà để nói đúng là không phải khóc dài đâu chú, mà con người gọi là khóc bò nữa. Sao vậy chị, là sao đang nhõng nhẽo hay gì? Sợ. Mẹ ơi khóc quá mẹ ơi. Thôi ủa khóc lý do gì khóc? Nói không biết, thế bây giờ khóc quá rồi không chịu đi. Sợ luôn. Em thấy chị ngoài gì cũng lì lắm mà sao chị khóc lần sao? Cái thời điểm lần đầu tiên mà quen với lại anh Nhiên á, 8 năm trước rồi. Là lúc đó chị dạng mới ra ràng thôi hiểu không? Chưa có lì như bây giờ. Đúng không? Năm đó hình như mới 21 tuổi. Quen lúc đó là tụi con quen đã 6 tháng rồi. Giống như là hồi đó giờ chắc anh đi cua gái mà mỗi lần anh nói anh con của mẹ anh khó cua quá hay sao? Bỏ chạy. Chấm dứt đi. Tại dữ mẹ con nhiều vai mà. Thấy vai nào ác hết trơn á. Này nó dai vậy chứ không phải là con người nha. Đang nói vai phản diện. Đúng rồi, vai phản diện. Thật ra chú cũng sợ mẹ con lắm. Dạ. Đó ở dưới quê mà coi á, trời ác dữ gì trời. Mà dữ gì trời. Dạ. Ác mà khó hiểu luôn. Khó hiểu luôn á. Thật sự mà nói chính chị ác tới mức độ mà khán giả bây giờ đó cô không nhớ tên chị nữa. Đúng rồi.
toàn lên nói trời ơi cái bà này nè hoặc là con mẹ này nè đóng toàn là giấy ác không nè. Ngày hôm đó không có chuẩn bị hết rồi tự nhiên đang ngồi chơi đang tỉnh bơ hai đứa đang vui vẻ vậy cái đang ngồi con ngồi y chang vậy luôn nè chú. Cái phòng làm việc của ảnh á, cái ảnh làm một cái studio âm nhạc, ảnh làm về nhạc á, thì con ngồi về ổng ngồi quay lưng lại cái tự nhiên ổng xây cái ghế xây là ổng nói Ngọc đi ra gặp mẹ anh. Dữ luôn dạ, cái con vậy đó con y chang vậy đó con nói gì vậy không đừng. Từ lúc đó là con khóc tới 8 giờ mấy luôn. Lúc đó hẹn 6 giờ mà con khóc tới 8 giờ mấy mà cái tay ảnh lôi nắm tay con ảnh lôi sình sạch ra ngoài cửa y chang như bắt cóc vậy đó. Y chang con nói chú nhìn cái cảnh đó là công an không vào cuộc rồi thôi á. Rồi mà chị tới gặp mẹ chị nín chưa? Chưa chịu nín nữa. Lúc đó là chị ảnh hỏi sao khóc dữ vậy, cái chị nói là không đi gặp mẹ đâu. Thì ảnh nói là thôi gia đình đợi, tại vì đông đủ hết rồi mà em không ra thì em làm như vậy thế là mất uy tín của anh. Anh là anh út trong gia đình nữa thì anh dẫn bạn gái anh ra không có gì hết, anh lo hết. Làm ra là em sẽ thương mẹ liền. Vậy nè chú con nhìn nè. Cứ vậy đó. Thật ra cái phòng làm việc của ảnh á là cách cái chỗ hẹn có 3 bước chân rồi em, là đi bộ qua luôn á. Chỗ gia đình hay ăn cách cái làm phòng làm việc 2 căn nhà, tức là đi từ bước xuống lầu cái là đi qua đây là đi ăn luôn. Chưa bao giờ trong cuộc đời này mà chị sợ hai cái căn nhà đó khủng khiếp như vậy. Bước qua chỉ cần bước qua khỏi hai căn nhà đó là sẽ đi tới một cái ngưỡng mà giống như là chưa bao giờ mà nghe mẹ chỗ chết. Hai cái chữ mẹ chồng nó kinh khủng nhất như vậy hả? Thiệt. Tưởng tượng cho nó đi gặp mẹ chồng mà tưởng nó đi xuống địa ngục quá gì mà nó khóc tới mức độ vậy đó. Lần út vô nó cũng chưa vô nó còn đứng ngoài chứ không hả? Gọi sao mới vô không mẹ. Cái lúc mà chị bước vô cái chỗ ăn á thì chị thấy là trời ơi cái gì đó. Ủa nhìn chị nhìn một lượt à, chồng chị thì có tới bốn người anh em trai lận thì không đầy đủ hết luôn, rồi có cậu mợ nữa. Thấy mẹ ngồi giữa, cái này là truyền thống gia đình, lúc nào mẹ sẽ là người ngồi ở cái đầu bàn giữa đó, là vị trí dành riêng cho mẹ trong gia đình, là không có ai mà ngồi mà dám đặt người xuống mà ngồi trên cái ghế đó hết. Ảnh tinh tế lắm em, ảnh biết chỉ sợ cho nên ảnh sắp chị ngồi kế mẹ luôn. Quá tinh tế luôn hả? Lúc đó là con muốn chết. Con muốn chết luôn. Không dám nhìn mặt luôn hả? Dạ không dám nhìn mặt. Giống như là mẹ hỏi cái gì thì đúng trả lời y như vậy. Giống như là chú tưởng tượng như là mình đi cho lời khai vậy đó. Y chang giống như đi khai nhân khẩu vậy đó. Giống như là già mấy người, tên gì, làm nghề gì, ở đâu là trả lời đúng bon như vậy thôi. Không dám nói thừa một chữ nào hết. Nhưng mà sau ngày hôm đó về con mới thấy được là mẹ khác hẳn với những gì ở trên những cái vai diễn thôi mà. Dạ. Thật ra con biết là nó là vai diễn thôi mà. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì chị Phương có ấn tượng gì với cô gái này? Tại vì chị vừa làm cha vừa làm mẹ, chị thường nói với con mình á là con có quyền có nhiều bạn gái để tìm hiểu, thì cứ lân tân đâu nếu mà xác định đó là bạn gái để mà tiến tới hôn nhân thì hãy dẫn tới gặp mẹ. Thành ra cái ấn tượng đầu tiên của mình hiểu rằng con mình dẫn tới là đó là thành một thành viên trong gia đình hết, chờ cái ngày cưới nữa là xong. Chứ còn nếu mà nói mà tìm người tâm đầu ý hợp thì rõ ràng anh chị này không có tâm đầu ý hợp. Một cái anh thì hiền lành ít nói, không nói gì hết sâu sắc, chị này là cái người hời hợt. Trẻ con cái chuyện gì mà sai á, đụng cái bàn cái ghế gì nó cũng nói suốt, nó nói liên tục liên tu bất tận, thành ra nó cái đó hai cái đó đó bổ trợ cho nhau á, hỗ trợ nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó khi về làm dâu con thấy con hợp gì với mẹ Phương? Con thấy thì mẹ thì không có giống bất cứ một người mẹ nào trên đời luôn. Mẹ của con ở dưới quê á thì sẽ thiên về dạy dỗ con nhiều hơn, tức là mẹ sẽ nói cái chuyện đó, mẹ nói đến khi nào mà con hiểu vấn đề rồi con thấu đáo vấn đề rồi con làm được vấn đề thì mẹ mới an tâm. Còn đối với mẹ chỉ cho mỗi đứa một cơ hội thôi, tức là với mẹ khi mẹ đã nói chuyện đó ra thì chuyện đó cần thiết phải nói với tụi con để tụi con hiểu. Chỉ có một cơ hội đó để thấu hiểu, phải ghi nhớ cái vấn đề đó và lần sau không được tái phạm chuyện đó nữa. Không có lần thứ hai. Dạ. Và con thấy cái điều đó nó vừa nghiêm khắc nhưng mà nó vừa cho tụi con được một cái áp lực là mình phải cố gắng hoàn thiện mình, chứ mình không có quyền mình lặp lại cái sai lầm đó nữa. Chuyện đó là không hợp với con rồi đó, bởi con nói từ sáng đến chiều luôn. Mẹ nói một lần nữa. Dạ. Nhưng mà được cái là con thấy được mẹ một cái điều rất là quý và chưa bao giờ con nghĩ trong cuộc đời này con lấy chồng là một cái may mắn, là lấy gặp được một người chồng hiền, một người chồng tốt. Nhưng mà cái may mắn thứ hai nữa đó là gặp được người mẹ chồng này. Tại vì mẹ chồng của con không có yêu cầu con là phải làm một người con dâu bình thường luôn, nấu ăn hay là cái gì đó. Giống như mẹ ủng hộ công việc của con thì mẹ thấy con đi làm được cứ đi làm đi con. Chứ chưa bao giờ là mẹ muốn con ở nhà để tập trung quán xuyến hay là. Còn cô thì cô thấy cô hợp với chị điểm nào cô? Cô hợp ở cái chỗ cô nín nó nói không? Cô nín nó nói không? Nếu nó nói là tôi nín đó, mà đó. Tôi đang nói mà nó nói tôi cũng nín. Thật ra mình nếu nó nói đúng á, nhiều những điểm lắm.
là tại vì tối ngày chỉ biết làm nghề không à, thành ra chuyện gia đình rồi kia con cái rồi ở nhà nhiều khi âu lo lắm, lo là bây giờ có cháu nội rồi hai đứa cùng đi làm hết thì đứa cháu nó ở đâu. Chị với con dâu có bao giờ mâu thuẫn đến tranh luận cãi nhau chưa? Chị chưa bao giờ cãi. Ví dụ như mà chị lỡ bước qua mà chị nghe hai chồng nó gây lộn chị cũng không có tham gia, bởi vì đâu có biết nó gây cái gì để mà mình tham gia. Nhưng tới mức độ mà mình thấy rằng phải dừng lại thì nói thôi đủ rồi nha, nhiêu đó thôi à, có nghĩa là nghe không được rồi đó, là đứa nào đứa nấy mặt xanh như đứt nhái vậy. Tôi không có sợ nữa hả? Đó lúc đó là giận rồi đó. Là giận đó, là chị chỉ nói vậy thôi. Tức là nói rất ít. Thật ra mẹ thì không có dùng từ la, mà mẹ kêu qua rồi mẹ nếu mà thừa biết là mình làm chuyện có lỗi đó thì trên đường đi qua là mình đọc sám hối trong lòng. Xong rồi bình thường là mở cửa vô lúc nào cũng thấy mẹ coi tivi, còn mà qua mà mở cửa vô mà không thấy mẹ coi tivi là chuẩn bị mẹ coi mình đó. Có một lần đó thì vợ chồng con cũng mâu thuẫn, thì tụi con có ý định là không có tiếp tục nữa, thì mẹ có kêu qua thì mẹ chỉ nói đúng một câu thôi là tụi con lớn rồi, cái gì làm được cho tụi con mẹ đã làm rồi, còn chuyện còn lại á là tụi con tự quyết thì tụi con phải tự chịu trách nhiệm về cái quyết định đó, làm sao là mình không có để cho con cái mình nó khổ. Cái lần đó là cái lần con cảm nhận là mẹ la con duy nhất á. Bản thân mình đã đổ vỡ rồi, mình biết không ai có thể góp ý hoặc là không ai có thể hàn gắn được trừ hai vợ chồng, thì chỉ nhắc con tại sao lúc mà mới thương nhau thì đứa nào cũng có khuyết điểm, đứa nào cũng có nhược điểm, mà thấy cái nhược điểm với khuyết điểm đó rất là tốt, rất là đẹp, bỏ qua được. Lý do bây giờ đã hai người thành một rồi thì tại sao không thể buông bỏ những cái sai lầm mà vợ hoặc chồng mắc phải. Thì từ lúc làm dâu đến giờ con có những cái điểm nào mà con chưa làm tốt với mẹ chồng mình không? Con thấy là con chỉ làm tốt một chuyện là chọc cười mẹ thôi. Ủa vậy đó hả? Dạ, con giống đúng kiểu để vui vui. Con nói thiệt, cái này con nhận được rất rõ à. Tại vì mình mà biết mình vị trí của mình là vị trí nào trong gia đình á thì mình sẽ phát huy cái đó. Giống như bình thường nếu mà để là một người mà thường xuyên chăm sóc mẹ thì con không phải, tại vì con thứ nhất là con không có quá nhiều thời gian, rồi kinh tế một mình chồng con gánh nữa thì lúc đó rất là nhiều áp lực, cho nên vợ chồng con cũng không có dành nhiều thời gian cho mẹ luôn. Rồi sau đó con mới quay trở lại, con giảm cân, con đi làm nghề lại á, thì khi mà con đã quay trở lại á thì con lại may mắn cái nữa là mọi người đón nhận con một lần nữa, là con nhận được rất là nhiều dự án trong cái thời gian này luôn, rất là bận luôn, cho nên là càng lúc á cái thời gian, cái quỹ thời gian mình nó không có nhiều. Nhà rất là gần luôn, hai quận đi qua có cách có cây cầu, nhưng mà nhớ mẹ rồi nhớ là sẽ lâu rồi cũng không mua này cho mẹ ăn, rồi lâu rồi cũng không qua để ngồi cùng coi một bộ phim với mẹ, cùng nói về một câu chuyện với mẹ, cùng chia sẻ về những vấn đề, thì con rất là thiếu sót. Có khi cả tháng luôn hai vợ chồng con không có mang em bé qua cho bà nội thăm, rồi có khi cũng khoảng 1-2 tháng luôn tụi con cũng không về thăm mẹ, không có qua luôn. Dạ này nó thiệt á chú, là con chỉ thiếu sót cái phần đó thôi. Thật ra thiếu sót phần quan trọng á chứ. Dạ đúng rồi, tụi con ít có thời gian ở bên mẹ. Thật ra là chị cưới dâu về con dâu nó không có lo gì cho chị, nó không ở bên gần bên chị, nó không có cái gì mà đúng với giữa con dâu chị có buồn không? Không. Lý do để nói bên cạnh chị ồn. Chị đi ra sao? Có nghĩa là cái này nè, ba đứa con dâu mà qua thăm chừng khoảng chừng nửa tiếng, 1 tiếng thì rất là quý, mà nó ngồi chừng tiếng hồ á là mệt rồi. Nói nhiều quá. Đã mình nói nhiều ở ngoài đường rồi, toàn đóng vai ác không à, toàn la lối ở ngoài đường rồi, xong rồi nó về á, có nghĩa là nói mình nghe, giống như từ nãy nó nói là mình chỉ ngồi chị im chị nghe đó. Mà nghe thì tỷ dụ nửa tiếng thì còn chịu đựng được. Không phải mình con, còn ba chị nữa đó, tới 4 chị là à. Cũng nhiêu chị vậy đó hả? Đúng rồi, y chị cũng vậy đó, từ chị đến lên thôi. 4 dâu là cái xả giờ nó xuống cho nên có bị lâu quá không gặp, cái rồi tâm lý là muốn về làm gì đó, hỏi thăm mẹ coi mẹ khỏe không, mà mẹ có ăn gì không, mẹ đi quay bao nhiêu lâu rồi, mà làm cái gì, hỏi thăm quan tâm. Nhưng mà quan tâm hơi quá đáng. Quan tâm chừng nửa tiếng là mẹ lên lầu rồi, còn lại là 4 dâu tự chơi với mẹ. Nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Sanh em bé thì chị chắc cũng được mẹ chăm sóc nhiều lắm đúng không? Đâu có đâu. Ngược lại. Con đang định gật đầu mà mẹ trả lời luôn á. Trả lời luôn. Vì mình cứ sống thật đi con.
chỉ biết chỉ à, có nghĩa là sanh con đầu lòng thì phải ăn cái gì thôi, chứ còn để bước chân xuống mà nấu từng món ăn cho con dâu lúc sanh nở thì lại không có. Mẹ con nấu giỏi không con? Dạ giỏi, mẹ con nấu rất giỏi luôn. Mẹ con nấu giỏi nhất là nấu cháo điện thoại, mẹ con nấu giỏi nhất là nấu cháo điện thoại. Mẹ con có những người bạn phương xa đó là mẹ con có thể nói chuyện xuyên đêm luôn á. Trời đất ơi, nói từ 8 giờ tối rồi nói đến 8 sáng mà nói lần 3-4 người luôn á. Thiệt, mẹ con có hai cái điện thoại vậy nè à. Là mẹ con vừa nói chuyện với mình đi xong là mẹ con ừ đợi chút đi, là mẹ bắt bán rồi mới nói tiếp. Vậy đó hả? Nói mình, con nói mình nghe không à. Nó kể chuyện đời tư rồi bị gì đó. Như vậy thì mẹ ở nhà cũng đâu có nấu nướng vậy? Mẹ con chỉ biết nấu duy nhất một món thôi, nhưng mà cái món nó không cần nấu luôn, mì gói đó là à. Mẹ con không biết nấu nước sôi ăn luôn, mẹ con ăn sống không. Ôi trời, chị giỡn ngoài mẹ chồng con là mẹ chồng con ở quận 5 mà con tưởng ở Bình Dương không đó. Đọc lại mẹ chồng, đọc lại mẹ chồng. Ủa sao chị không biết nấu nước sôi luôn hả? À, cái này không biết có nên nói thật không? Nói thật mẹ, sức khỏe mẹ nói thật. Chị mới nói rồi, chị mới vừa nói tức thời đấy mà. Không biết có sao giận. Con mới kiểu không thật đi đó, nhớ không? Thật sự cái chương trình này biên tập có gọi hỏi gì chứ à, cô ơi, ngày mai cô nấu món gì để tụi con chuẩn bị. Cô mới nói một câu, chị nói thật, thật lòng luôn, chị đang sống thật. Vậy nói kêu à, báo tin buồn cho con biết là cô từ nhỏ tới lớn chưa nấu một nồi cơm. Trời ơi, mà ngay cái bếp ga cô cũng không biết mở luôn. Em đưa cái bếp ga đi rồi em kêu mẹ mở trong vòng 3 tiếng coi mở được không. Là tại vì bị gì mở lên nghe cục cục cắt ra nó sợ dữ lắm, không có mở được. Là một cái, thứ hai mình nhiều khi mình đi quay về là 2-3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng cũng có, mà cái tật là ăn là phải bỏ cái gói mì vô nồi, phải nấu lên. Đúng, cho nó nở ra thì chứ mới không ăn được, với nóng thật nóng. Rồi ai nấu cho chị? Rồi giờ đó ngủ hết rồi. Ai nấu ăn mì sắp rồi cái hậu bếp ga không biết nở thì là đành phải ăn mì sắp. Trời đất ơi, mà hay lắm nha, mẹ chẳng những là biết ăn mì sống mà có khi chị qua chị thấy mẹ ăn phở sống. Trời cái tội gì đó chị Phương hả? Chứ mất về luôn hả? Em không nghĩ nó mất về luôn, nước sôi không biết nấu luôn. Không luôn. Không phải, cái này là con phải binh mẹ một câu. Đó là mẹ thì mở một cái rất là giỏi, nhưng mà cái đó không có nấu mì ăn được, đó là cái tivi. Mẹ con là chú đưa cái tivi hiệu gì cũng biết mở hết á. Chú đưa cái hiệu gì khó phức tạp cỡ nào chú đưa remote, chú đưa con chuột cũng biết mở nữa. Máy vi tính cũng biết mở, nhưng mà không biết mở được. Không biết mở bếp ga. Cái bình đun siêu tốc á cũng không biết mở luôn. Thậm chí cái máy lọc không khí trong phòng mẹ là anh chị khuyến khích mẹ mua cái đó, nhưng mà mẹ mở cái đó rồi thì mẹ để đó luôn thêm 3-4 năm nữa chứ mẹ tắt không biết đường mở lên. Chị có nhiều cái lạ thiệt á chị Phương. Tức là không bao giờ nấu món gì được, chị nấu cháo điện thoại là ngon. Chưa thôi. Chưa bao giờ nấu món gì. À. Hồi xưa đó là chị chỉ có đi chợ về rồi ổng tự nấu, ổng nấu cái gì chị ăn cái đó. Từ lúc có chồng tới giờ luôn. Từ lúc mà ở chung với bà ngoại thì ngoại nấu. Ui chị làm dâu. Làm dâu không. Chị đâu có làm dâu đâu. Mà mẹ chồng, cha chồng chết hết rồi. Đến nhà mẹ gọn nguyên con. Gọn ơ luôn á. Hèn chi con gặp chị Ngọc cũng hỏi lại lúc mà mới chị làm dâu gực không, chị khó không, chị cứ bắt người hoài à. Đâu có đâu áp lực gì đâu. Cứ lên đầu phim Lê Lộc đóng trong phim với con Lê Lộc, tại vì con đóng là chị dâu Lê Lộc trong phim. À. Thì Lê Lộc nói chị có vốn sống sẵn rồi, chị có gia đình rồi, chị có chồng có con, chị làm dâu rồi, chị vô chị đóng phim này gọn. Không có đâu em. Gia đình chị làm dâu độc lạ lắm. Rồi chứ thương dữ quá, ăn phở sống người sống gì đó hả? Dạ. Sao con tập cho mẹ chồng con biết mở cái bình siêu tốc thôi. Thôi chú ơi, tập với nổ, không mở phải. Nổ ở nhà. Tại vì cái tánh của chị là có nghĩa là ăn đồ rất là nóng, chứ còn ở nhà có bình thủy nước sôi. À. Nhưng mà chị không ăn loại chế nước sôi vô để chờ nở ra. Một là nó nguội, hai ăn sống. Hai phải nấu không thôi là phải bỏ vô dạ. Trong cái nồi, bởi vì cái nước nó khi mình ăn gần hết tô mì thì nước nó vẫn còn nóng. Đúng rồi, vậy mới ăn ngon đúng không? Vậy mới ngon. Vậy có bữa nào mà chị đói quá chị ăn gạo sống luôn không? Bà cái đó quỷ rồi chứ còn phải chị đâu. Cái đó quỷ rồi chứ còn phải chị đâu. Em nói làm như chị bị khùng nữa gì á. Chú ơi, con để mẹ gạo sống là tới một chuyện luôn. Không phải, lâu lâu, nói chung lâu lâu mới có một lần, chứ không phải làm hoài. Ở nhà hiện tại bây giờ thì có con dâu thứ ba. Nhưng mà sáng sớm là nó đi làm rồi. Rồi từ chiều tới 5-6 giờ chiều nó mới về. 9 giờ mấy nó dỗ cháu nội ngủ. Rồi nó ngủ luôn. Rồi nó ngủ rồi nó kéo chồng nó ngủ luôn. Hai chồng ngủ hết. Mình đi làm về thì lơn tơn mình nên. Cuộc đời chị cũng nghiệt ngã quá chị Phương hả? Rồi có 4 con dâu, chính là 4 con dâu luôn á. Nghiệt ngã quá chị Phương hả? Hàng chị ăn, mình phải gọi là người nghệ sĩ ăn mì sống với phở sống nhiều nhất.
nói chung mình cũng quen rồi em. Dạ. Mình đi làm cái nghề này rồi, bà đâu ăn đó, bà đâu ngủ đó, nằm bờ ngủ bụi nó quen rồi. Dạ. Thành ra về nhà rất là dễ. Thôi kệ đi, kệ nó, cho nó về, nó nói nhiều cho nhức đầu xíu mà có người nấu mì cho mình ăn. Đỡ ăn sống, kệ nó, chịu đựng chút xíu đi chị Phương. Thôi mệt lắm em ơi, thà để chị ăn sống đi. Thôi, có dâu con ở cho chung mệt lắm. Nội mà cháu nội của chị đó, nó hang, nó qua nó quậy chị một... Nó giao chừng 5-6 tiếng đồng hồ mà hồn vía chị lên mây rồi. Lên chị... xong luôn hả? Ờ. Đi nó đói rồi sao cho nó ăn mì sống luôn hả? Đâu có. Bà nội vàng à, bà nội cho con có. Cho cháu ăn mì sống với phở sống chứ đâu có nấu được đâu. Đúng luôn á. Trời ơi mà tiệm thiếu gì. Đây là câu chuyện mà thật ra không ai nghĩ tới, ngay cả Quỳnh Linh cũng đi chơi chị Phương nhiều ha, cũng gặp nhiều lần á, nhưng mà không nghĩ là chị Phương lại ăn mì sống với vợ sống. Hôm nay nhân dịp hôm nay á là thôi chị thử vào bếp nấu thử được thôi vậy mình vô mình ăn sống đi chứ. Giờ rồi mẹ cũng không có biết đâu, thôi giờ qua đi, qua bên kia rồi tính ha. Bên kia mình thấy mặt cô xanh lè kìa chú. Thì cứ qua đi. Ai nghĩ là qua đây là tính nha. Mặt cô xanh hơn cái áo cô đó. Rồi hôm nay hai đứa vô bếp là bình thường rồi. Bây giờ tôi mời người phụ nữ độc lạ Bình Dương chưa bao giờ bật bếp ga. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Con dâu ơi. Dạ. Tao con thử vào bếp ga. Chị chỉ mẹ đi chị. Dạ. Con chỉ cái này đâu vào bếp ga. Cái này bếp gì mà? Cái này bếp điện. Không lẽ không biết bật bếp điện hả chị? Ở nhà cô là bếp gì? À, bếp ga, bật. À. Chị này cũng như không à. Vậy thì bếp điện dễ mà, về mua cho mẹ bếp điện nhỏ đó. Bây giờ mẹ mở. Dạ không, mẹ xài điện còn nguy hiểm hơn nữa. Vậy để xài ga thì bị, mẹ mở nút này nè. Đó, bấm cái nút thử bấm nữa. Giật mình á. Đó nó lên thì thôi. Đó. Rồi ngồi đây chút nấu cơm. Đơn giản. Bây giờ không phải bật bếp ga nó gì trơn á chị Phương ơi. Rồi thấy chị ăn. Cái này cái bộ đồ được nè. Được quán được. Nhưng mà chị biết lấy nước vô nồi không? Chị biết lấy nước vô nồi không? Biết chứ. Mình tưởng khùng hả mình Linh? Em tưởng chị khùng hả? Chị biết mà. Đó thì đơn giản thôi. Tắt là xong hết. Đây nè. Không. Biết rồi, chị biết cái đó bà. Chị đang bào vỏ cho nó đẹp á. Ta lột vỏ mà bà lấy cái đầu bào. Không, ở nhà chị bào bằng cái này. Khi mà em bào xong hồi tí nữa cái miếng này nó sẽ có vân đẹp hơn. Đó, cũng được mà. Không ai ăn cái vân ở ngoài. Rồi bây giờ nè cô. Cái này là đỏ nha, nó lấy cái này bào còn hay nữa nè. Thường người ta lấy vỏ, ta gọt vỏ đó. Đâu chị Phương bào thử chứ bầu ơi. Ở đây có nửa trái này bào đó. Chú bào. Chú. Nè, cái này cái nửa trái nè. Chú ơi chú. Coi chừng chú trở thành máu hơn gì nữa. Ủa. Chú. Ủa bào này là bào sao? Này là không, cái này là cô đánh bóng á. Này cô đánh bóng chứ không có bào. Trời ơi, vậy mà nó kêu tôi bào được là thiệt tình cái thằng này. Thôi em nghĩ là chị Phương ơi, thôi mình cứ làm nghiệp cầm ca của mình đi chị Phương. Để con cháu nó làm gì thì nó làm đi. Mình chỉ làm việc của mình thôi. Với nêm nếm nè, ăn mà ngon dở là biết la đấy. Đó đúng. Bữa nào nêm thử thôi. Anh nêm thử đi. Thôi. Bây giờ mình sao không? Thôi mình đi ra đi để cho nó nấu đi. Chờ ăn phải không em? Dạ chờ ăn thôi. Chờ con dâu nấu coi nay nấu ngon không? Canh bầu nấu vậy nó ngon hơn là em sắc á. Nó nhanh nữa. Ủa có bao giờ mà cô con dâu mà qua phục vụ trọn vẹn một bữa ăn cho chị không? Đi chợ nấu nướng hay làm một mình cô dâu thôi? Không. Không có luôn hả? Không có, không bao giờ. Nhưng mà tỉ dụ như là lâu lâu chỉ ảnh chỉ ở nhà đó là nấu món gì đó thì hú gia đình kéo qua ăn thôi. Chứ không bao giờ mà qua nhà làm dâu thật sự đó, qua đi chợ rồi mua cái gì món ăn mẹ thích rồi nấu riêng cho mẹ ăn. Không. Không bao giờ luôn? Không. 8 năm qua luôn. 8 năm luôn. Có nhiều khi 4, 5 tháng vậy đó, 3, 4 tháng vậy đó. Rồi cứ nói chuyện nha bằng điện thoại. Vậy hả? Thật ra chị cũng nhiều dâu đó hả? Ừ. Nhưng mà xét cho cùng thì cũng là người mẹ chồng bất hạnh đó. Trời sao chú Linh ác quá vậy? Chắc vậy. Chắc vậy thật ra. Làm dâu ngày xưa chị biết rồi. Ngày không, xưa là chú. Chị từng đóng những vai mẹ chồng là thử con dâu không làm coi chị chửi cỡ nào đúng không? Chú từng đóng những vai mẹ chồng. Nhưng mà vậy là chú chưa biết cái thành tựu của con rồi. Con là thành tựu nhất trong gia đình luôn. Chú biết con gái con không? Con đút khuôn từ mẹ con ra luôn đó. Con đẻ cho mẹ con một đứa cháu nội gái y chang như mẹ con luôn. Mấy bà nội hay gọi là bị thấy con cháu mình nó giống mình quá, thế là thôi con dâu sao cũng được hết trơn. Thành ra là mấy cô dâu hay cứ nói là trời con giống má lắm má ơi, con cháu nó giống má lắm y chang. Nghe sướng là quên mất tiêu tất cả mọi thứ luôn, thậm chí nó không làm dâu mình cũng khoái nữa. Thì mà thật sự ở nhà chị có giống như có một đứa con dâu mà nó không phải là con dâu mà là em dâu thứ ba.
con bé đó từ xưa tới giờ là nó chăm sóc chị, có nghĩa là chị thức dậy thì có ly cà phê nè, rồi xong á chị ăn cơm cũng không đúng giờ với gia đình, rồi là dọn cơm lên cho chị ăn nè. Em dâu thứ ba của chị nó lại là con dâu của chị. À hay à, cái này hay nha, tức là cũng chữ dâu, cũng chữ dâu em, nhưng dâu lại là em dâu, mới là con dâu đó, mới là con dâu làm việc tất cả việc mọi thứ của con dâu. Mà thật ra tụi con muốn hiểu mẹ là cũng phải thông qua mợ ba, tại vì mợ ba là người kề cận mẹ nhiều nhất. Ví dụ mà con hỏi về, con hỏi là mẹ có khỏe không, mợ mẹ muốn ăn cái gì đó, thì mợ ba sẽ nói cho tụi con biết. Con phải cảm ơn mợ ba đó. Dạ có, mợ ba đã làm tròn trách nhiệm thay cho các cô dâu của mẹ Phương á. Từ nhỏ thì chị đã thay mẹ, là coi như là chị ba thằng em trai là chị đứng ra chị cưới vợ cho ba thằng em hết. Má chị rất là sung sướng, cho tới ngày má chị mất bà già rất là sung sướng. Em chị mà thương ở đâu là chị, bản thân chị cũng là người đi cưới vợ cho nó chứ mẹ mẹ không có đi. Mẹ chỉ biết là tới ngày đám cưới đó là lên ngồi đó thôi là xong á. Bà ngoại lên dự luôn đó, bà ngoại lên dự thôi. Rồi ngay tới mà em chồng á, em ruột của ổng cũng vậy nữa. Sau này chị ổng chia tay thì chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm chị đối với các em. Coi như một cô dâu làm tròn vo luôn á, tất cả mọi công việc luôn. Mà riết thì chị thành đàn ông em ơi, chị lấy chồng không được không được, trở thành đàn ông. Thật ra bây giờ chị cũng quen rồi, chị cũng không có nhu cầu để các cô dâu làm dâu. Đúng, có nhu cầu. Các cô dâu thì cũng quen rồi, mà giờ mà về sống chung mẹ chồng làm dâu nên nghĩ chắc nó cũng xảy ra rất nhiều vấn đề đó. Nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà cái cách dạy con của chị Ngọc là cô có hài lòng không cô? Nó đâu có dạy gì đâu. Tánh ngang bướng lắm, ngang bánh ấm, tánh ngang bướng lắm nè. Muốn cái gì của người ta muốn nó con cũng có dạy mà nó chưa có tên. Nó có một cái cá tính á, nó có cá tính. Cho nên là con nói với mẹ là mẹ ơi con sợ là bé Nấm đi học sẽ ăn hiếp bạn. Thì mẹ có nói với con một câu rất là nhẹ nhàng. Mẹ nói là không sao đâu con à, cứ để cho bé Nấm nó vào trường đi, rồi kệ, có gì nó đánh con người ta mẹ đi xin lỗi còn đỡ hơn á, con người ta đánh con mình. Mẹ dạy con vậy. Trời ơi. Thì đó, từ cái câu nói đó thì chị cảm thấy đó là một cái bước đệm rất là tốt. Trời ơi. Độc lạ bà nội luôn. Ủa hai đứa tính nấu thiệt đó hả? Dạ nấu thiệt luôn. Trời ăn hơi bị lâu. Dạ nấu này hơi bị câu giờ dữ. Hôm lắm. Hôm nay là nấu gì vậy? Dạ canh, nấu canh bầu với lại gì đó, tép ram, tôm. Tôm. Con nấu canh rau tôm nấu với ruột bầu. Chồng trang dữ lắm. Dạ không, chồng chê vợ ấp lên đầu khỏi ăn. Chồng chê vợ ấp lên đầu khỏi ăn. Bây giờ đó là chị dạng rồi đó à. Chứ hồi mới mà cưới kìa là cái tánh con nít mà vô tới đâu là tánh rần nói chuyện quơ tay quơ chân rồi kia nọ. Cái đứa nào nói má Vương tới rồi kìa là chị vô kìa dơm á. Bị ai nói là Trà Ngọc ở đây mình vô dơm. Ủa nó trốn nó mất tiêu. Cái mới nói là ủa sao nãy nó ngon lành lắm mà quơ tay múa chân dữ lắm mà sao giờ nó mất tiêu. Có nghĩa là lúc đầu vẫn còn sợ. Xưa hãy tặng hình đó. Bây giờ lần mặt rồi nó không sợ chị nữa em ơi. Biết sao dạy nữa. Sợ chứ, tại vì con không sợ theo cái kiểu kia nữa mẹ, cũng không, con sợ ngầm, con sợ trong lòng. Cũng có một cái cửa khó lọt qua chứ con. Nói dạ. Vậy thôi chứ còn nhá. Cũng may là còn cái cửa chết này. Đó. Hồi xưa mà anh Nhiên lấy chị á, cái lúc mà đám cưới á, anh Nhiên có nắm tay chị nói Ngọc ơi, chúc mừng em đã bước vào cửa tử. Nhưng thật ra cuối cùng đâu vô cửa tử đâu, vô dạ. cửa ngon. Cửa thiên đường chứ ngon quá chứ. Bây giờ mẹ em kể là thấy cửa thiên đường là đúng luôn á. Không, có một điều con luôn con nhớ hoài và con rất là thương mẹ ở một cái chỗ là ảnh có kể với con là mẹ rất là bận. Thì những người chị dâu trước á là thấy thương lắm, đi đẻ nhưng mà nhiều khi là không có mẹ bên cạnh. Thì thường là mẹ ruột, nhưng mà mẹ ruột con thì ở xa quá, mà ngày con đẻ thì có mẹ chồng con ở trong bệnh viện với con. Và thật ra con cũng vậy đó, con chú hỏi là mẹ chồng con có chăm sóc con cho con, có chăm sóc con hay không, thì con nói là mẹ chăm sóc. Nhưng mà cái chăm sóc đó của mẹ là bằng tinh thần, tức là chỉ cần mẹ có mặt ở hiện diện ở chỗ đó thôi là tụi con vui rồi, là tụi con hạnh phúc rồi. Đứa con là một người phụ nữ rất là cá tính á. Dạ. Chai nước Nam Ngư này á là ủ trưởng rồi người ta đóng chai tại Phú Quốc luôn. Có bao giờ mấy đàn dâu mà cãi lộn nhau chị phải đứng ra xử không? Chưa. Không có gặp nhau nhiều đâu mà cãi lộn, không có dịp để cãi lộn luôn. Gặp nhau toàn là tám không hả? Gặp chưa nói hết câu chuyện là mẹ bỏ đi mất tiêu. Bắt đầu thơm rồi đó, chín chưa Lộc? Gần chín rồi chú. Hả? Gần chín rồi hả? Gần chín rồi. Thôi chuẩn bị chén đĩa cơm nước lên chưa con? Xin mời. Dạ đây. Mời hai đầu bếp chuyên nghiệp.
Ở đây. Xin mời cả nhà. Bốc khói là thấy được rồi phải không Linh? Ồ, hay. Hay. Đổi chén này nha, tại mẹ còn ăn nước mắm. Thơm quá. À, thấy chưa? Biết mẹ chồng là ăn mắm ớt luôn đó. Rồi. Ăn cơm đi. Này. Mời. Dạ chưa? Hả? Trời, anh chưa cho ăn nữa rồi. Có một người đặc biệt muốn xuất hiện ở đây, muốn ăn chung bữa cơm với mẹ con mình. Bạn trai của mẹ con. Trời ơi. Trời ơi. Hello anh. Rồi, thôi thôi. Vậy là phải thêm cái chén, thêm đôi đũa nữa. Thêm cái chén đi. Tưởng đâu ai? Tưởng đâu ai? Nhà con trai của tôi. Tưởng đâu là mẹ con có bạn trai. Rồi. Rồi. Nó bây giờ làm tròn bổn phận con dâu coi nè. Bới cơm cho mẹ chồng để coi. Dạ đây, có con. Thật sự là ăn bữa cơm này con rất là xúc động luôn á. Tại vì hình như là lâu lắm rồi luôn mà. Lâu lắm rồi con với mẹ với chồng con không có ngồi ăn cơm chung luôn á. Lâu lắm rồi. Lấy về cái muỗng. Dạ đây đây, con lấy đây. Thiếu đùm hết trơn thấy không? Lâu quá nó quên. Bị lầm cầm. Quên tuôn. À luôn. Lâu quá không có làm dâu, lâu quá không nấu cơm gia đình, nó quên vậy thôi. Sau cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì về nhà đó, con làm sao là cố gắng động viên vợ ha, làm sao có thể qua nhà nấu cơm ăn chung với mẹ nhiều hơn để chúng ta có những cái bữa cơm ấm cúng thế này. Thử tay nghề coi. Thử coi còn như ngày xưa không ha? Ừ, gỡ khoảng chừng 9 điểm gửi. À, vậy là làm tròn rồi. Đúng rồi. Đó, mẹ chị ở đây nói 9 rưỡi thôi chứ về nhà là 4 điểm. Thử thử canh bầu. Dạ, canh bầu. Ồ, nó ngọt không? Nó nấu canh bầu nấu với rau tôm. Chàng chồng trang vợ húp úp cái tô lên đầu. Hồi nãy bả nói vậy đó anh. Đâu đọc lại câu đó thôi. Câu đó là câu cửa miệng của vợ anh. Chê một cái là úp cái tô lên đầu. Vậy là ở nhà không dám chê luôn hả anh? À, anh là tuyệt đối là không bao giờ chê một món gì á. Vậy mà kêu anh ít nói. Anh chê chị. Anh không có chê đồ chị ăn, anh chê chị luôn. Nhưng mà nãy chú nghe bất ngờ về mẹ con luôn á. Không biết mở bếp ga, không biết mở cái ấm nước siêu tốc luôn. Nghe kể thấy thương lắm. Và tụi con cố gắng là quan tâm với mẹ nhiều hơn nữa. Lâu lâu trễ trễ chút cái bất chợt đó, con nói vợ con gọi mẹ coi mẹ con ngồi đâu đó ăn phở sống gạo sống gì không. Alo mẹ ăn gì chưa hay con qua nấu. Chỉ cần sự quan tâm thôi chị Phương hả? Chưa chắc mẹ con không có muốn cái sự quan tâm đâu. Mẹ con muốn mà lắm mẹ đó. Con sợ mấy cuộc gọi lắm chú. Tại mỗi lần alo mẹ ăn gì chưa là tự nhiên mẹ tốn mấy triệu dẫn đi nhà hàng. Lần nào cũng vậy luôn. Lần nào con để ý luôn thiệt. Vậy khỏi gọi luôn mẹ con. Thiệt, mỗi lần con hỏi mẹ ơi mẹ ăn gì chưa là mẹ con sẽ dẫn đi ăn bò bẻ món, rồi đi ăn cua, ăn đồ đó. Cái xong cái mẹ con tốn tiền, cái thấy con về cũng nằm con suy nghĩ, con nói ủa con mới làm gì thế sai sai. Thôi vậy nó khỏi gọi luôn đi. Không mệt. Nội ơi con qua thăm nội thôi được rồi, hiểu rồi. Mẹ ơi ngày mai con về thăm mẹ. Thôi rồi hiểu rồi. Nhưng mà anh Nhiên ơi, hôm nay anh thấy mẹ anh nè với vợ anh tham gia mẹ chồng nàng dâu đó, thì anh thấy mối quan hệ giữa mẹ anh và vợ anh như thế nào? Cũng là sau này thôi. Sau này thì mới thay đổi được dễ. Hồi xưa cổ sợ lắm. Con cũng động viên là về nhà thường nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Bắt đầu khi mà nói chuyện với mẹ rồi á, rồi đi ăn đi uống với mẹ rồi đi ăn bắt đầu quen dần. Tại vì thật ra cái khoảng thời gian quen nó cũng 3 năm rồi. Dạ. Nói chung bây giờ là giỡn với mẹ được rồi. Con công nhận con giỏi thiệt á. Con không biết cách nào từ lúc mà vợ con sợ mẹ con đến giờ, vợ con hết sợ mẹ con luôn. Giờ ngược lại là mẹ con sợ vợ con. Con hay. Con giỏi huấn luyện. Huấn luyện hay quá. Hay quá. Nhưng mà thật sự là anh có cái điều gì mà khó xử giữa mẹ anh với vợ anh không? Có chứ, ngày lúc mà mới cưới á thì khó xử. Tại vì anh là Úc cho nên là anh nghĩ là mình phải chăm chăm mẹ thì cũng muốn ở gần ở chung. Nhưng mà sau này thì lúc bắt đầu là khi mà mới vừa dọn ra riêng ở anh thì anh muốn chăm mẹ nhưng mà ở nhà thì đông quá. Giờ anh chị chăm mẹ thì mấy anh cho nên là cho nên là cơ bản là cái nhà của mẹ con từ đó đến giờ là nuôi hết cả nhà, cậu mợ gì đó thì ở chung với nhau. Một đại gia đình luôn. Đại gia đình. Mẹ quen với không mẹ khí. Quen với không khí đó. Mẹ thích không khí đó nhưng mà bên cạnh cái sự thoải mái kìa, cái thích không gian đó thì nó cũng sẽ có những cái gánh nặng, nó cũng đi theo kèm theo một gánh nặng. Nó không phải là một gánh nặng tức là đôi khi nó cũng có những điều phức tạp dạ, trong một cái đại gia đình như thế. Mà tụi con còn trẻ thì tụi con cũng muốn riêng không gian riêng. Ngày hôm nay thì con có muốn nói gì với mẹ con? Mẹ ăn cơm ngon không mẹ? Được. Mẹ con tuy là không khó tính nhưng mà mẹ con rất là kiệm về lời khen. Mà có một lần con nhớ là sinh nhật con
thì mẹ không có khen nhưng mà mẹ hung con. Thì hồi đó tới giờ con nghĩ nha, con luôn nghĩ trong lòng con là sau này mình sẽ phải cố gắng này nọ để vừa lòng mẹ chồng. Nhưng mà đến khi gặp mẹ thì con mới hiểu được một vấn đề là mình không phải cố gắng vừa lòng mẹ, mà là mình yêu thương, mẹ yêu thương mình trước luôn rồi đó. Mẹ đã cho mình tình thương đó rồi, thì bây giờ mình chỉ cần đáp lại cái tình thương đó bằng những cái mà mình cố gắng sống hạnh phúc với nhau, cố gắng kiếm thật là nhiều những cái niềm vui về cho mẹ, rồi mang cho mẹ những cái an ủi về sau này. Mẹ đã bị thiệt thòi về cái phần gia đình rồi, thì tụi con sẽ bù đắp lại cái phần đó cho mẹ. Thì con nghĩ là không phải nhất thiết dâu nào cũng sẽ giống nhau đâu. Thì có những trường hợp đó, như con với mẹ chồng con là một điều đặc biệt. Tại vì có những cái mẹ không đòi hỏi ở con, nhưng mà có những cái con thấy mẹ làm con quá trời luôn. Và ngày sinh nhật của con lúc đó con nhớ là mẹ hôn con một cái, thì con nguyện là cả đời này con sẽ làm dâu của mẹ, dù cho là mẹ có lớn tuổi, có già nuôi, có như thế nào đi chăng nữa, khó tính. Về sau này con không biết là mẹ có đổi tính hay không, nhưng mà hiện tại mẹ cứ như vậy hoài là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sau này dầu cho mẹ có đổi tính hay chăng nữa thì tụi con cũng sẽ là chăm sóc cho mẹ, và hứa là sẽ sống thật là hạnh phúc với nhau để mẹ vui vẻ hơn nữa. Có nghĩa là nó nói là chờ coi cho anh chị có bị lẫn không á. Nó khó tánh rồi bị lẫn không á. Rồi con dâu nói thế em cảm giác cũng rất là xúc động đó. Tức là từ lúc mẹ hung nó tới giờ là nó nguyện. Dạ đúng rồi, cái năm nó sinh nhật con thì bồ con, lúc đó là chồng con lúc đó mới là bạn trai con thôi mà không hung, ảnh không hung con. Nhưng mà tự nhiên cái mẹ lại mẹ hung con một cái rồi con muốn nói, cái con cũng nghĩ chung là không lẽ mẹ xỉn ta. Hỏi ảnh thì ảnh nói không có, mẹ không có thói quen xỉn thì ôm hung đầu ai đâu. Tại mẹ thương em thiệt đó. Thì từ đó cái kết nối của chồng con cũng là một cái rất là quan trọng. Ảnh luôn biết dung hòa giữa con với mẹ để cái mối quan hệ nó vẫn tốt đẹp như ngày hôm nay. Ai, tuyệt vời. Cô còn cái mong muốn gì ở chị Ngọc không cô? Ở đây là cô không phải mong muốn riêng cho Ngọc với Út. Cô chỉ mong muốn là các con cô sống hạnh phúc, làm để dung dáng cho cái gia đình nhỏ của tụi nó sau này, để cho mẹ được an tâm trong cái tuổi già. Ok, là vậy được. Ok. Đây. Xin mời. Cả nhà Dung nói tóm lại về chén dâu nấu cũng ngon lắm. Ngon mà. Ngon ha. Dạ. Cái chén em còn đầy kìa. Dạ. Em ăn hết mới thấy là ngon. Mập quá, từ từ em ăn. Đây, trước khi cả nhà mình dùng cơm thì con cũng làm nốt cái nhiệm vụ của mình. Đó là con xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cho cô và cả gia đình chị Trà Ngọc đó phần quà, đó là một cặp nước mắm Nam Ngư, cá cơm tươi. Có nghĩa là bây giờ mẹ chồng với nàng là dâu ở riêng là phải chia đôi đó hả? Đây, hai chai chị, hai chai. Tặng mẹ con thôi chứ mẹ con đâu có xài nấu nướng mẹ đâu. Mẹ có nấu đâu. Thì cũng đưa cho con thôi mà. Không, mà chị biết ăn nước mắm mà, chị biết ăn nước mắm. Mẹ ăn mì. Dạ, đây là nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi, vị ngon gắn kết gia đình. Con mong rằng cả nhà mình sẽ có thật nhiều bữa ăn như vậy nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn con với Quyền Linh rất là nhiều. Rồi, ăn thôi, nào. Rồi, ăn thôi, Lộc ơi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn nhãn hàng nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi, vị ngon gắn kết gia đình đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thưa quý vị, cũng nhân dịp xuân về, chúng tôi cũng xin thay mặt cho chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu chúc cho quý vị một năm mới thật an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống, phát tài phát lộc. Chúc tất cả các thành viên trong gia đình của chị Phương luôn luôn bình an, hạnh phúc, thành công rực rỡ. Chúc mừng năm mới. Còn bây giờ chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.